Xin chào tất cả mọi người đã quay lại clip mới của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tận dụng lại những cái chai nhựa mà không cần phải đem đi bỏ phí hay bán phế liệu nữa. Thì mấy cái chai nhựa năm giờ đây là hai cái chai nước mà to nha, hai chai nước to đấy, dùng xong chúng ta còn lại cái chai. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tận dụng lại để mà làm cái bình bông trang trí rất là đẹp. Người sẽ theo dõi mình làm thế nào nha, rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta phải dùng một cái kéo, cái phần này bỏ đây. Rồi. Chúng ta phải chia đều khoảng ra. Thì bây giờ mình sẽ cắt bên đây trước. Chân nó có một cái lằn hai bên nè, chúng ta bắt từ cái lằn bên đây. Rồi, bây giờ chúng ta chừa một ít lại một cái lần và bên đây một cái lần để hai bên chừa cho cái chai nó được thẳng đứng. Thì mình sẽ cắt xuống. Đấy, chúng ta chừa lại một ít để chúng ta chứa đất vào đây. Đây được một bên. Bên tiếp theo cũng vậy. Bên kia luôn. Okay, thì sau khi cắt xong thì nó được mấy cái tia như này. Đó, mấy cái tia như này. Thì giờ mình dùng kéo như thế này nha mọi người. Chúng ta bắt từ dưới đây. Ta vuốt lên. Ta vuốt lên. Xuống như vậy là được. Để chúng ta vuốt khác mấy cái kia luôn.
cộng xuống như thế này, nếu mà nó to cứng quá thì mọi người dùng có thể dùng lửa để hơi cho nó mềm ra để mọi người uống nha. Đấy, lấy chúng ta chỉ dùng sơ sơ thôi, nếu mà đau quá thì sẽ bị cháy. Cháy một nhựa này nó quéo luôn á. Thì bây giờ nó sẽ như vậy, người có thể làm cho nó khích lại, người có thể cắt đều cho khích lại, cho nên mình cắt cái này nó không có được đều, nên là chúng ta hơi to, có thể cắt ngắn cái tia này bớt đi. Vậy là chúng ta có thể bỏ đất vào đây và trồng những cái bông bây giờ vào đây nè, ta có thể treo lên đấy, thành một cái chậu để trang trí. Mọi người khéo tay, mọi người có thể làm đẹp hơn, nhưng mình cắt không đều quá nên mình làm nó không nhìn được đẹp. Chúng ta trồng bông bây giờ đây cho nó bò ra đây, nhìn rất là đẹp luôn. Như phần trên này mình cắt không đều nè, bên đó thành to nè, mình phải chia đều ra rồi xong, chỉ cần bỏ đất vào phao vô, lưu ý là phải đâm cái lỗ như này để cho nước thoát ra ngoài, nó không bị thối rễ. Ok, xong rồi. Mọi người thấy hay thì hãy ấn like và chia sẻ cho mình nha, để mình tiếp tục làm những video mới sau hơn nữa. Thì ai chưa đăng ký thì nhớ ấn đăng ký giúp mình nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở lúc sau nhé. Bye bye.